Khi tham gia Olympia, Thúy Huyền là một cô bé mọt sách với cặp kính cận giản dị và dễ thương. Giờ đây, cô đã trở thành một mỹ nhân thực thụ khiến nhiều người phải ngỡ ngàng. Đối với các thí sinh tham gia cuộc thi đường lên đỉnh Olympia, chiến thắng không phải là tất cả, mà chính hành trình chinh phục tri thức mới là điều quý giá nhất. Bước ra từ Olympia, các thí sinh không chỉ trở nên chín chắn hơn về mặt tri thức, mà nhiều người còn có sự thay đổi ngoạn mục về ngoại hình. Một trong những thí sinh có màn lột xác ấn tượng nhất chính là Trần Thị Thúy Huyền, sinh năm 1996, cựu học sinh trường Trung học phổ thông Quang Trung, Bình Định. Thúy Huyền từng giành giải nhất tuần đường lên đỉnh Olympia năm thứ 14 và sau 10 năm, cô đã có sự biến đổi vượt bậc về cả sắc lẫn vóc. Cựu thí sinh Olympia chia sẻ rằng khi còn ngồi trên ghế nhà trường, cô chỉ biết học và học, không quá quan tâm đến ngoại hình. Tuy nhiên, sau khi vào đại học và bắt đầu đi làm, cô mới nhận ra tầm quan trọng của vẻ bề ngoài. Thúy Huyền bắt đầu chăm sóc bản thân nhiều hơn bằng việc niềng răng, tập gym và duy trì chế độ ăn uống lành mạnh. Dù vậy, Thúy Huyền không hối hận về việc tập trung nâng cao tri thức trước đây. Cô chia sẻ, mình hiểu rằng ngoại hình không đại diện toàn bộ giá trị của một người. Mỗi người có sắc vóc và ngoại hình riêng, mình nghĩ để hạnh phúc nên tập trung vào việc yêu bản thân và tự tin với bản thân mình, không so sánh bản thân mình với ai cả. Mình luôn tin rằng mọi người cũng có thể là những cá nhân đa tài và đa dạng. Điều quan trọng nhất là chúng ta đang sống cuộc sống của mình theo cách riêng. Qua đây, mình cũng hy vọng rằng sẽ giúp thay đổi cái nhìn của mọi người về hình ảnh những bạn học giỏi. Chúng ta cũng có thể là những người đa năng, đam mê và hiểu biết, có thể vừa mọt sách nhưng cũng xinh đẹp và tự tin, Huyền tâm sự. Thúy Huyền luôn tin rằng mỗi người đều có thể là những cá nhân đa tài và đa dạng. Điều quan trọng nhất là chúng ta đang sống cuộc sống của mình theo cách riêng. Qua đây, mình cũng hy vọng rằng sẽ giúp thay đổi cái nhìn của mọi người về hình ảnh những bạn học giỏi. Chúng ta cũng có thể là những người đa năng, đam mê và hiểu biết, có thể vừa mọt sách nhưng cũng xinh đẹp và tự tin, cô nói. Gần đây, Thúy Huyền còn tham gia cuộc thi Hoa hậu du lịch Việt Nam 2024 và lọt vào top 60 chung cuộc. Màn lột xác về ngoại hình của Thúy Huyền đã ấn tượng, nhưng thành tích học tập của cô còn xuất sắc không kém. Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, Thúy Huyền thi đỗ vào Đại học Ngoại thương, cơ sở thành phố Hồ Chí Minh và tốt nghiệp với tấm bằng loại giỏi. Đáng chú ý, Thúy Huyền còn được Đại học Ngoại thương thành phố Hồ Chí Minh mời làm báo cáo viên, chia sẻ những tình huống kinh doanh thực tế từ doanh nghiệp. Huyền luôn có mong muốn vận dụng những kiến thức và trải nghiệm mình có được nhằm mang lại điều tích cực và truyền cảm hứng đến mọi người. Huyền tự tin cho biết bản thân đang ôn luyện và chuẩn bị tốt nhất mọi thứ để có thể du học hệ thạc sĩ ở Mỹ, trải nghiệm thế giới bên ngoài và vượt qua giới hạn bản thân. Trong tương lai, Huyền mong muốn sẽ mở được một doanh nghiệp nhỏ. Hiện tại, mình vẫn đang cố gắng mỗi ngày để làm thật tốt các công việc chuyên môn của một bờ gen manager và các hoạt động bên lề khác, Huyền chia sẻ. Sau đó, Thúy Huyền có cơ hội làm việc tại nhiều tập đoàn và công ty lớn với những yêu cầu tuyển dụng khắt khe. Cô đã tham gia vào nhiều chiến dịch quảng cáo thành công và gây được tiếng vang. Thúy Huyền còn thử sức với vị trí trưởng phòng thương hiệu tại một công ty đa quốc gia về ngành hàng tiêu dùng nhanh, đồng thời tư vấn và đại diện tại Việt Nam cho một dự án khởi nghiệp về giải pháp marketing công nghệ số của Singapore. Trong tương lai, cô hy vọng sẽ mở được một doanh nghiệp nhỏ. Trần Thị Thúy Huyền là minh chứng sống động cho việc từ sân chơi đường lên đỉnh Olympia, các thí sinh không chỉ trưởng thành về mặt tri thức mà còn có thể vươn tới những đỉnh cao mới trong cuộc sống. Trong cuộc sống, Thúy Huyền coi gia đình là điều quan trọng nhất. Cách đây 3 năm, cô hỗ trợ bố mẹ xây nhà với một khoản tiền khá lớn. Là chị cả trong gia đình có 5 anh chị em, mỗi người đều học tập và làm việc ở lĩnh vực khác nhau như diễn viên, giáo viên dạy múa, kiến trúc, nhân viên văn phòng, Huyền thường được nhờ làm quân sư hay tư vấn cho công việc và kế hoạch phát triển riêng, thậm chí hỗ trợ các em về mặt tài chính. Tôi tự hào khi có thể là chỗ dựa cho gia đình. Đôi khi cũng sẽ có chút áp lực nhưng chỉ cần người thân yêu thoải mái là tôi thấy vui, cô nói. Hiện tại, Thúy Huyền vẫn độc thân và cởi mở đón nhận một tình yêu đẹp để hướng đến xây dựng tổ ấm cho riêng mình trong tương lai. Cô tiết lộ bản thân bị cuốn hút với chàng trai thông minh, tự tin và bản lĩnh. Trông tôi có vẻ mạnh mẽ nhưng thực ra rất bánh bèo và hay làm nũng với người yêu. Tôi mong cả hai có thể đồng hành, cùng nhau vượt qua những lúc khó khăn, cô chia sẻ.